Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, khi bước vào thị trường Forex thì hẳn là ai cũng mong muốn mình có lợi nhuận, nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Vì thị trường luôn đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm của bạn có đủ để đứng vững hay là không. Một trong những kinh nghiệm cần lưu ý trong lĩnh vực này đó chính là cách vẽ trendline. Vậy trendline là gì? Đường trendline hay còn có một tên gọi khác, đó là đường xu hướng. Đường trendline được nối giữa các đỉnh hoặc các đáy lại với nhau. Đây là đường được các trader tự mình vẽ ra từ dữ liệu quá khứ nhằm tìm ra đường xu hướng giá của tương lai. Có 3 loại trendline. Đầu tiên là uptrend, được vẽ khi xu hướng tăng tức là đáy mới cao hơn đáy cũ và uptrend. Và uptrend là đường thẳng nối các đáy đó lại với nhau, sao cho phần lớn các mức giá đó sẽ nằm trên đường thẳng. Thứ hai là downtrend, được vẽ khi xu hướng giảm tức là đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, và downtrend là đường thẳng nối các đỉnh đó lại với nhau, sao cho phần lớn các mức giá đó sẽ nằm dưới đường thẳng. Thứ ba là sideways, được vẽ khi thị trường ít biến động. Trong thời kỳ này thì đỉnh mới sẽ gần như bằng với đỉnh cũ và đáy mới cũng gần như bằng với đáy cũ. Trendline này được vẽ bằng cách nối các đỉnh lại với nhau và nối các đáy lại với nhau. Khi hiểu khái niệm trendline là gì thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng hiểu được các giao dịch của chúng. Các nhà đầu tư vào các đáy và đỉnh vẽ ra được trendline, xác định điểm vào và điểm ra rồi kết hợp với stop loss và take profit để kiếm lợi nhuận. Chẳng hạn như khi xu hướng tăng, các nhà đầu tư sẽ đối mặt với uptrend. Khi đó các nhà đầu tư sẽ xác định điểm mua và rồi chờ cho giá tăng theo xu hướng đó. Còn khi thị trường đang ở xu hướng giảm, các nhà đầu tư sẽ đối mặt với downline. Khi đó nhà đầu tư phải xác định thời điểm thích hợp để đặt lệnh bán và chờ cho giá giảm như dự đoán. Cuối cùng là giao dịch với sideways. Hầu như các nhà đầu tư sẽ ít khi giao dịch với trendline này bởi thị trường này biến động không nhiều. Lưu ý, để vẽ trendline thì ít nhất ta sẽ phải cần có hai đỉnh hoặc là hai đáy. Nhưng nếu trendline mà bạn vẽ có thể đi qua càng nhiều đỉnh hoặc càng nhiều đáy thì trendline đó càng chính xác và rất khó phá vỡ. Trong xu hướng giảm, điều bạn cần quan tâm đó là đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước, đáy sau và đáy trước cao hay thấp hơn không quan trọng. Ngược lại, trong một xu hướng tăng, chúng ta chỉ vẽ được trendline khi đáy sau cao hơn đáy trước, còn đỉnh thì không quan trọng. Tất nhiên là việc xác định được điểm cuối cùng của trendline là gì không phải việc dễ dàng. Ngoài việc giá và xu hướng đi ra khỏi đường trendline thì nó còn phụ thuộc vào một yếu tố khác nữa. Cách vẽ trendline trong MT4, đầu tiên bạn hãy chọn công cụ vẽ trendline trên thanh menu. Trường hợp bạn muốn vẽ trendline trong xu hướng giảm thì hãy đưa con trỏ đến đỉnh đầu tiên rồi kéo đến đỉnh hợp lệ. Ngược lại, nếu muốn vẽ trendline trong xu hướng tăng thì hãy đưa con trỏ đến đáy đầu tiên rồi kéo đến đáy hợp lệ. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu trendline là gì và những thông tin liên quan đến trendline. Tuy đây chỉ là một bước cơ bản để làm bạn làm quen với sàn giao dịch Forex, nhưng nó sẽ rất quan trọng trong quá trình đầu tư của bạn. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.